Não! Xuống. Đây. Khám phá động Tràng An. Khám phá hang động Tràng An. Hang đột. Rất xì đẹp. Đây là ít để đèn màu đẹp nữa. Chưa. Nào, nhìn thấy chưa? Nó ke được rồi, nó không cần cúi.
Đấy, chỗ này này, thấp nhá, cúi nhá. Kéo cọc nhá. Ui. Chịt. Bố quay trực tiếp mà không phát được. Trong này không có sóng. Ui. Sướng thế. Đây. Đây. Khám phá hang đột dài 1 km. Nhiều vấn đề. Cúi xuống nào. Cúi xuống nào. Đấy, cái này nhúng nhiều hết nhỉ. Cúi xuống con ơi. Này. Đấy, cúi xuống để bác ấy lái. Chưa. Khám phá hang động nha. Biết rõ chưa? Giơ tay chào đi. Nè. Cả nhà mình đây. Thấy chưa? Ông cẩn thận, ông đem cả đèn pin như thế này. Rộng nhỉ, rất rộng, thanh thang, cọc rồi tránh nhá. Ôi, giỏ vào đầu rồi. Rơi thẳng vào đầu chưa. Gì á? Tiền rồi. Vâng. Con gì đây? Đây là hang rơi nha các bạn nha. Sâu cao lắm, chết. Nhìn nhá, chú ý đằng trước nhá. Nhìn thấy kìa. Nhìn thấy chưa? Đấy, chỗ này gần cọc đấy. Nào, Trang ơi. Công việc bình thường. Chưa? Hút này. Hút hang động đẹp chưa, du lịch hang rơi
Tràng An. Ảo chưa? Ôi giời, lướt người mặt. Cái này có sơ đen đi đâu. Đấy, em lướt người đầy mặt. Người đầy người. Chú ơi, con gì này? Nhìn thấy chưa? Đầu này con ơi, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Ôi ui giời ơi, cái gì này? Ui đây này nó như sắp rơi này. Ui giời ơi, đẹp. Phật thủ nhá, quả Phật thủ nhá. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Ui đẹp. Quá màn nhỉ. Rồi, cái nào cọc nhá. Con nào cọc đầu ấy kìa, nhìn như đẹp rồi, nhìn như biết một gian nhũng nhá. Ôi giời ơi chỗ này ghê quá nhỉ, chỗ này nhiều nhũng quá. Nào tránh này, cọc này. Ui giời ơi, mê người này. Ui giời ơi, làm xuống. Ui giời ơi, không nhìn thấy gì, xoay hết cả máy. Được rồi.